Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Vũ Tuấn cổ phiếu kim cương trong buổi nhận định thị trường ngày 14 tháng 3 năm 2022. Thì uh, phiên giao dịch hôm nay thì thị trường bán ra và mình tiếp tục có cái nhận định là thị trường trong cái xu hướng tiếp tục điều chỉnh. Và chúng ta lưu ý là quản trị danh mục. Uh, chưa mua vào cổ phiếu và chúng ta chỉ chuẩn bị tinh thần tìm kiếm các cái cổ phiếu ở nhịp mới. Thì các anh chị cũng thấy là cái nhận định của kênh của mình thì là tính từ cái phiên giao dịch ngày mùng 8 tháng 3 này ngày 8 tháng 3 là nhận định cho ngày 9 tháng 3 thì các anh chị xem lại các cái nội dung ở các cái video của những cái phiên trước thì mình bắt đầu từ mùng 8 tháng 3 là nhận định cho ngày 19 tháng 3 mình đã đánh giá là thị trường là có cái nhịp rủi ro điều chỉnh rồi và chúng ta ưu tiên cái việc quản trị danh mục thì từ đó đến nay thì vẫn duy trì cái quan điểm như vậy và với cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì mình thấy khối lượng nó kiệt và chúng ta cũng có cái sự quan sát hơn để tìm kiếm những cái cơ hội mà chúng ta quay lại tuy nhiên hôm nay tiếp tục là thị trường do đáy thì do đáy các anh chị nhìn thấy các cái chỉ số về thị trường chung này ví dụ vn index hôm nay chúng ta tiếp tục do đáy chúng ta tiếp tục à, vẫn giữ khoảng cách với thị trường chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội anh chị nhé xét về để đánh giá về thị trường chung hiện nay thì các anh chị thấy là nếu mà xét ở cái cạnh dài hạn và trung hạn thì thị trường vẫn trong cái xuống đi lên à, tuy nhiên là xét cái cạnh ngắn hạn thì các anh chị đã thấy nó đang có một cái tiểu xuống đi xuống đúng không ạ tiểu xuống đi xuống thì nó thủng mà 10 thủng hai 20 và nó tiếp tục những cái phiên sau thì điều chỉnh sâu hơn phía trước thì chúng ta cảnh báo là nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh VN Index, VN30 điều vậy anh chị nhỉ Up Index và đấy Index này thì nó đang hơi ngược một chút đối với VN Index Tuy nhiên là chúng ta sẽ tập trung vào VN Index và VN30 để nhận định thị trường Số lượng cổ phiếu tốt thì cũng có cái sụt giảm Mặc dù điểm số thì hôm nay mới thủng MA10 Trên MA20 nhưng có sự sụt giảm Như vậy thì nó cũng khớp với cái nhận định của chúng ta về thị trường anh chị nhé Khớp với nhận định về thị trường ở những cái phiên trước thì thị trường ở giai đoạn này nó sẽ rủi ro đến đâu và rơi đến đâu đúng không ạ thì các anh chị có thể nhìn này có một cái chỉ số 95 cái đường 95 phần trăm của mình hay nói á thì hiện nay nó vẫn trên cái đường 95 phần trăm đối với VN Index VN30 cũng vậy suýt nó thì đường này thủng thủng cái đường 95 phần rồi nếu nó thủng được 95 thì hôm nay khả năng đi viện sẽ cao hơn rất là nhiều Tuy nhiên như, như thế này thì là vẫn vẫn trong cái nhận định của chúng ta vẫn duy trì cái nhận định của chúng ta là thị trường trong cái xu hướng điều chỉnh và sau khi điều chỉnh thì uh, giống như mình đưa ra cái kịch bản ở các cái phiên trước thì sau một cái nhịp điều chỉnh này thì nó chính là cái sự chốt lời của những nhà đầu tư mà kiếm được lợi nhuận ở cái nhịp này và đặc biệt nó là cái nhịp rũ bỏ những cái nhịp mà những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ người ta không đủ kiên nhẫn để người ta nắm giữ cổ phiếu thì người ta bán ra thì thông thường khi những nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra thì lại là cơ hội để thị trường đi lên nhưng chị nhé thì mình vẫn hy vọng mình vẫn hy vọng vào cái kịch bản giả định là sau một vài phiên nữa thì thị trường nó có thể rơi hoặc nó sẽ dừng rơi và nó kiệt vốn nó sẽ phải kiệt khối lượng khi nó kiệt khối lượng nó sẽ đi lên đó nhất thì chúng ta sẽ quan sát cái chiến lược của chúng ta sẽ là quan sát quan sát quản trị danh mục và quan sát tìm các cổ phiếu nhịp mới như chị nhé à, thì cái các cái nhóm ngành thì thôi mình cũng sẽ không nói nhiều ở cái phiên ngày hôm nay bởi vì chúng ta chưa mua cổ phiếu chúng ta chỉ nắm giữ cổ phiếu thôi nhé thì thị trường rung lắc rủi ro điều chỉnh ngắn nắm giữ cổ phiếu quyền ờ, quên hạn chế nắm giữ cổ phiếu trừ cổ phiếu kim cương đúng không? thì đây là những cổ phiếu kim cương các anh chị nhìn thấy nhé, đây là các cổ phiếu kim cương có một số cổ phiếu ở nhóm dịch vụ vận tải VSC, HH, G, M, D, K, đấy một số cổ phiếu ở hóa chất chuyên dụng đạm DCM, DPM, đúng không DGC này một số cổ phiếu về nông sản đúng không ạ dầu mỏ ở lại khí đốt với dòng P thì nay cũng yếu hơn đi rất là nhiều yếu đi rất là nhiều chỉ còn PVD và PVC cũng trụ lại nhưng mà tuy nhiên là mình thấy dòng dầu khí nó cũng yếu đi nhiều đấy các bạn phải cẩn thận ra thì hôm nay là các bạn có thể chốt hoặc là bán các cổ phiếu dòng đi cũng được rồi một số cổ phiếu khác không thuộc các cái dòng mạnh thì anh chị có thể nhìn vào đây thì các anh chị có thể nắm giữ được ngoài ra chỉ còn vài cổ phiếu này thôi tức là số lượng khi mà thị trường chung nó yếu số lượng cái cổ phiếu tốt nó giảm đi thì các anh chị thấy là hầu như là các cổ phiếu đúng không nó bị ảnh hưởng rất là nhiều kể số lượng cổ phiếu kim cương cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều nhưng thì các anh chị lưu ý các anh chị rất nhiều anh chị đã đang muốn vào bắt đáy rồi hoặc là hô hào nhưng mình thì vẫn duy trì quan điểm thì các anh chị có thể nhìn trong group luôn luôn là chia sẻ với các anh chị là chúng ta mua bán thì đều phải theo nguyên tắc theo kỷ luật và theo những cái kịch bản các cái nguyên tắc mà chúng ta đưa ra trước chứ chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái sự rối loạn của thị trường bởi cái sự FOMO mua vào vội vàng hoặc là sợ hãi bán đi đúng không ạ? Chúng ta đều có những cái nguyên tắc đúng không? Ví dụ cổ phiếu kim cương. Cuối phiên vào thùng A10 thì chúng ta sẽ bán đúng không ạ? Và khi mà thị trường chung trong cái xu hướng điều chỉnh rung lắc thì chúng ta hạn hạn chế nắm giữ cổ phiếu đúng không ạ? Thì mình cũng đã nói rất là rõ rồi. Và bản thân mình thì là cơ bản cũng chỉ còn một chút uh, cổ phiếu liên quan đến cái dòng dịch vụ vận tải HH thôi. Còn lại là mình cũng đã ra hết khỏi thị trường rồi và mình vẫn đang chờ đúng không ạ? Trước đó thì mình đã chốt những cổ phiếu PET của tuần trước hoặc là ví dụ DQC PVC hôm trước có một mình cũng chốt nói chung là cơ bản mình cũng chốt hết tuần này là nắm giữ tiền mặt thì chờ một cái cơ hội hy vọng tuần sau khi mà số lượng cái, cái cổ phiếu nó nó rơi đấy nó rơi xong nó sẽ quay lại nó thành một chu kỳ mới và thứ hai nó sẽ xuất hiện những cái nhóm ngành nghề mới hoặc là những cái nhóm ngành nghề cũ mà nó tích lũy lại kiệt vốn hoặc là những cái nhóm nghề, nhóm, nhóm ngành nghề mới đó thì hôm nay mình sẽ không đi phân tích các chi, chi tiết là cổ phiếu nước bởi vì mình muốn cho các anh chị định hướng cho các anh chị liên quan đến chúng ta tập trung vào các cái đánh giá thị trường chung để chúng ta đưa ra một cái chiến lược cho nó phù hợp ngoài ra thì mình cũng có chia sẻ với anh chị một chút là mình có tổ chức cái khoa học miễn phí anh chị nhớ lưu ý là khóa học miễn phí vào ngày 20 tháng 3 tới buổi sáng và buổi chiều qua online qua zoom à, thì khóa học này miễn phí nhé nếu anh chị mà muốn có tài liệu DVD thì, thì các anh chị đóng là 1,5 triệu còn nếu không vào thì miễn phí thì mình khẳng định khóa học này mặc dù là miễn phí nhưng chất lượng hơn rất nhiều so với uh, Rất nhiều những cái khóa học Về Kenslim hoặc là VSA mà các anh chị có thể thấy hiện nay Thì cái mục đích của cái khóa học này cũng như là cái mục tiêu sẽ giúp cho các anh chị hiểu được về kinh doanh từ chứng khoán Mình gọi là kinh doanh chứng khoán nhé Chứ không phải đầu tư cũng không phải đầu cơ Bởi vì kinh doanh thể hiện là chúng ta Là kỳ vọng của chúng ta mua giá thấp và giá cao Đúng không ạ? Chúng ta đi vào thực chất vấn đề luôn chứ chúng ta sẽ không lan man nhiều khi đưa ra những cái khái niệm mà rất dễ cho nhà đầu tư hiểu lầm và khi hiểu lầm thì rất đến là cái hoạt động cái hành động nó xa đúng không hiểu được đặc điểm của các cổ phiếu thành công hiểu được Ken là gì viết đây là gì và tại sao những nhà đầu tư Ken vẫn thất bại đúng không hoặc là viết đây vì sao chưa đúng đúng không thì qua khoa học thì cũng chỉ cho anh, anh chị các cái nguyên lý về tiếp cận thị trường các cái phương pháp các cái cách sử dụng Ami Broker và tặng anh chị các cái công cụ về lọc phiếu, anh chị lưu ý cái khóa học này nó là khóa học về kỹ thuật chứng khoán chứ nó không phải là khóa học làm giàu hay là khóa học động viên các anh chị ở đây thì mình thì không đi theo cái hướng động viên hay là khích lệ gì cả đúng không ạ, tất cả những anh chị mà đến với kênh của mình thì mình nghĩ là các anh chị đều là những người rất là logic và là những cái người mà tìm kiếm những cái kỹ thuật để có thể giao dịch kinh doanh chứng khoán hiệu quả chứ không phải là đến với mình để tìm kiếm những cái sự động viên hay truyền cảm hứng trên kênh thị trường chứng khoán. À, mình không làm được cái việc đó anh chị nha. Các anh chị có thể xem kênh của mình thì thấy là cái cách tiếp cận cũng rất là khô khan, khô khan và có thể nhàm chán. Nhưng mà các anh chị thấy rằng là 90% những nhà đầu tư thất bại trên thị trường chứng khoán là bởi vì họ không thấy cái sự khô khan, không thấy sự nhàm chán mà luôn đi tìm thấy những cái sự gọi là vui vẻ, những cái sự cao hứng, đúng không? Những cái sự bốc đồng trên thị trường chứng khoán. Thì cái kênh của mình không đi theo hướng đó và cái cách hướng dẫn định hướng các anh chị kể cả hoạt động đào tạo không bao giờ đi theo hướng đó anh chị nhé đều là khô khan nhưng mà kỷ luật và hiệu quả đó thì hy vọng là các cái thông tin nhận định thị trường các cái bản tin hàng ngày thì giúp ích cho anh chị các cái hoạt động đầu tư của mình thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh các anh chị like kênh share kênh đến với những người quan tâm chứng khoán các anh chị đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ uh, kênh thì uh, đây chúc các anh chị đầu tư và may mắn và các anh chị chuẩn bị tốt cho cái nhịp uh, sắm sắp tới cảm ơn các anh chị chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ